Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Trái Nhà Đất Kim Kim nha. Và hôm nay em xin giới thiệu cho cô chú anh chị một căn nhà mới xây dựng xong. Nó là hướng Tây Nam luôn cô chú anh chị, hiện tại em đang đi quay buổi chiều, cực kỳ nắng. Cô chú anh chị nào mà hợp hướng Tây Nam thì liên hệ em. Thì căn này có diện tích này, ngang 5m8, dài 21m, thiết kế là một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ, có 2 nhà vệ sinh, có sân trước, sân sau và có sân bên hông nữa. Và căn này được tọa lạc ngay vị trí là quốc lộ 50, ngã ba Tân Kim. Từ vị trí căn nhà, cô chú anh chị di chuyển về quận 8, quận 5, quận 10 chỉ mất từ 25 cho đến 30 phút chạy xe thôi. Thì ở đường trước nhà này cô chú anh chị thấy không? Đường này là đường 5m, đường này đường của nhà nước luôn nha. Trên sổ thể hiện đường luôn, đường xe hơi, xe tải vào tận nơi. Thì ở phía trước cái cổng á, thì bên em ốp gạch cao lên đến đỉnh cổng này. Gạch này màu xám và trông rất là sang trọng. Và cửa cổng á, thì bên em thiết kế là cánh cửa cổng là 4 cánh với những cái họa tiết là màu vàng xen kẽ màu xám, nhìn rất là tinh tế và sang trọng này. Nền thì bên em nâng cao lên là nền hơn nửa mét so với đường rồi. Đó, mời cô chú chị mình sẽ tham quan khu vực sân này. Khu vực sân này cô chú, đó thì có sân bên trước để cô chú chị mình đậu xe hơi, đậu xe máy, và sân ở bên hông này thì để mình lấy gió nha cô chú chị. Đó, hoặc là mình bỏ trang trí cây kiểng ở dãy này cũng được. Rồi, bên ngoài sân thì bên em trang bị thêm cho nhà này là một cái vòi nước này, còn đây là nước máy nha. Và ốp gạch cao lên đến 1m2. Rồi mời cô chú chị mình sẽ di chuyển vào không gian của căn nhà mình. Thì phía trước này, đây bên em ốp gạch cao lên đến cái pano luôn nha. Ốp gạch phía trước này đó, đến pano giúp cho căn nhà nó sạch sẽ hơn. Và ở phía trước này bên em làm thêm là bậc tam cấp này, giúp cho căn nhà mình nó cao hơn đường, để sau này mà đường nó làm thì nhà mình còn vẫn cao hơn nha. Và cửa vào phòng khách thì bên em trang bị cửa sắt là 4 cánh, kính cường lực nha cô chú chị. Rồi mời cô chú chị mình di chuyển vào trong phòng khách đi, chứ nắng quá. Đây là cái không gian phòng khách của căn nhà mình đây. Thì ốp gạch cao lên 1m4. Đó. Và phòng khách này có một cái cửa sổ để khi cô chú về mình ở, mình mở cửa ra mình lấy gió. Bên này là cái đường luồng này cô chú nhé, đường luồng trên bên hông. Phòng khách thì làm cái trần là trần thạch cao. Bên em có sơn một số màu á, trang trí, đèn led âm trần. Rồi, thì căn nhà này đặc biệt á, là bên em có đi sắn dây camera này. Cô chú chị về mình lắp camera là không cần phải đi dây nổi nữa. Bên em đi âm hết trơn rồi, điện nước căn nhà này bên em kéo vào tận nơi hết rồi. Ở phía dưới cầu thang bên em đang làm một khoảng trống này, thì cô chú anh chị về mình có thể làm những cái bộ non bộ mình trang trí đây, và hoặc là cái tủ để cô chú anh chị mình được đồ nhá. Rồi tiếp tục mình sẽ di chuyển vào không gian bên trong nhà. Căn nhà này á thì có một cái nữa, đó là có một cái phòng ngủ dưới đất dành cho người già. Đó, phòng ngủ này cũng ốp gạch cao lên 1m4 và đi sẵn ống đồng máy lạnh rồi. Đó, trần là trần thật cao, đèn led âm trần, đó, đèn rất là hiện đại luôn. Đó, bên này cũng có một cái đèn hình đèn dầu này cô chú anh chị, nhìn rất là sang trọng ha. Rồi và cái phòng này thì bên công ty em thiết kế là cửa dung xi thang đi vào phòng, kính cường lực. Ở cái đường mà đi xuống bếp á, thì cũng có một cái cửa sổ luôn. Cái căn nhà này nó có bên hông là có cái đường luồng á, thì mình chỗ cửa sổ là có ba cửa sổ ở cái dãy này, giúp cho căn nhà mình thoáng hơn. Em đang đi quay buổi chiều á, mà cảm giác là rất là mát luôn. Ở phía trước thì nắng vào nhưng mà ở phía sau này là gió nó lùa ra này cô chú chị. Rồi đây là cái không gian phòng bếp của căn nhà mình thì rất là rộng rãi. Cô chú chị về mình bỏ thêm bàn ăn ở khúc này này, và có bên em trang bị tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Rồi cái mặt bếp á, thì bên em là ốp bằng đá hoa cương nha. Tủ bếp thì bên em thiết kế cho nhà này là tủ bếp bằng gỗ ván ép đó, với màu nâu này, mới màu đen rất là đẹp. Bồn nước là bồn nước bên em thiết kế là hình như là cái này bằng nhựa nha cô chú chị. Rồi thì tiếp đến bây giờ em mời cô chú chị mình sẽ di chuyển ra không gian sân sau của nhà.
Phía sau sau nhà này á, thì có một cái phòng toilet tầng trệt và có khoảng sân sân sau đây. Sân sau đây có vào khoảng sân này thì để cho cô chú chị mình phơi quần áo, và có khoảng sân đường luồng mình nhìn ra ngoài cổng luôn cô chú chị. Đó, giúp lấy gió cực kỳ mát. Rồi, em mời cô chú chị mình sẽ di chuyển lên lầu nhé, để mình xem tham quan luôn. Căn nhà này thì bên em thiết kế cầu thang là cầu thang gỗ này, cầu thang kính tay cầm gỗ, và những cái bậc cầu thang bên em là ốp đá hoa cương hết. Có một cái đèn trợ sáng ở đoạn cầu thang này, nhìn rất là đẹp. Trên lầu 1 á, thì bên công ty em thiết kế cho căn nhà này là có 3 phòng ngủ và có một nhà vệ sinh. Và khúc này là mình có hai phòng nhỏ nhỏ, tương đối nhỏ thôi, nhưng mà mình cũng thể bỏ giường tủ quần áo là vô tư. Có trang bị ống đồng máy lạnh hết rồi, trần thật cao, đèn led âm trần đầy đủ, ốp gạch cao lên đến 1m4. Phòng này cũng y chang vậy, nhưng mà nó có một cái cửa sổ để mình lấy gió, cũng đi âm hết rồi. Và những cái phòng ở trên này á, bên em cũng đi bằng cửa nhôm xi pha. Đây, cái đặc biệt của căn nhà này á, là nó có một cái khoảng sân sau, một cái ban công sau luôn, mà nó không bị che bởi các nhà khác. Tại vì là ở phía sau này bên em đang có dãy 6 căn nhà bên em đang xây, thì đây là những khoảng sân sân của các nhà đó. Có một cái cầu thang đi lên trên mái để cô chú chị về mình theo dõi bồn nước này kia đó, mình đi lên trên mái. Cửa ở ngoài này là bên em thiết kế là cửa sắt kính cường lực. Toilet trên lầu 1 á, thì bên em ốp gạch cao lên đến trần nhà luôn, có đầy đủ tiện ích này, là bồn cầu này, lavabo này, vòi sen, và có cả gương đó. Rồi khúc này là cửa bằng nhôm. Đây là căn phòng thứ tư của căn nhà mình. Thì căn phòng này á, là để cho cô chú chị mình làm một cái phòng khách ở trên phía trên lầu, hoặc là cô chú chị mình làm một cái phòng thờ cho gia đình mình nha. Đó, mình làm phòng thờ khu vực này. Thì phòng này phòng trước có một cái ban công phía trước này hướng ra ngoài đường. Và tiện đây á, em xin thống kê lại cho cô chú anh chị về cái căn nhà này luôn. Căn này có diện tích là ngang 5m8, dài 21m, được thiết kế là một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ, có 2 nhà vệ sinh. Thì hiện tại bên em mới xây dựng xong cái căn nhà này á, thì bên em đang còn để giá là giá khởi công, giá là 2.8 tỷ thôi. Thì cô chú anh chị nào mà mình đang quan tâm căn nhà này á, thì mình hãy liên hệ đến số 078-362-0303 để em tư vấn và sắp xếp cô chú anh chị á, để xuống mình xem nhà này. Và cô chú anh chị á, hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những căn nhà, những lô đất mới nhất tại Ngõ Văn Kim nha. Và em xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem clip này. Xin cảm ơn.